đề nghị ban tổ chức xếp xong hai đối thủ vào. Đấy. Xin mời vào giữa và chọn quân và bắt phiếu. Cháu cũng đọc tên. Vâng, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đấu thủ Trần Đức Được. Đấu thủ thứ hai là Lê Văn Giáp. Đấu thủ Trần Đức Được giữ quân đỏ. Đấu thủ Giáp giữ quân xanh. Giải cờ tướng năm nay được bắt đầu. Quân cỏ, quân đỏ được phép đi trước. Mà anh nên để giữ nhà mà chưa sinh trận nên là tận công. Bên đỏ đã đi mã 2 tiến 3. Bên xanh đáp lại bên đỏ cũng là mã 8 tiến 7. Mẹ bảo nhìn cô mã hay, con ai đi mà lại lông mày tiếp tục. Bên đỏ đi mã 8 tiến 7. Mã anh đã tiến lên hàng để anh chuẩn bị quân nhà sang sông. Tốt 7, tấn 1. Tốt em ngồi cạnh tốt anh, cách nhau một cái dẫu huy hàng bên đỏ. Tốt 3, tấn 1. Ngày xưa ai nghĩ ra còn có trăm vạn nước, bây giờ để chơi. Bên xanh đi pháo 2 đầy 4. Bên đỏ pháo 2 tấn 2. Nhiều người không biết là chơi vào
bên đỏ sĩ 4 tiến 5 để bảo vệ tướng. Sân cờ không có tô xem cứ chạy tha hồ dọc mà ngang. Bên xanh xe 9 bình 8 ra quân. Cháu về khoe khắp cả nhà, tướng ông đã đẹp, tướng bà còn đẹp hơn. Cháu trai bảo lớn lên rồi hội nàng mình mở, cháu ngồi tướng con đông tương bà đẹp mà không. Bên đỏ đã lên tường 3 tấn 5 tiến năm. Sân cờ không có tô xe anh cứ chạy tha hồ dọc mà ngang. Để đáp lại bên xanh bên đỏ xe 1 bình 4. Tình em nên để giữ nhà, tình chưa xung trận nên hàng tiền công. Đánh đây là quan khai bạc công an, chỉ giang không được sang sông thôi. Chuẩn bị nổ sang tương bàn. Vì điều kiện sân cờ còn nóng, các cháu thì không thể ngồi được, cho nên bán cờ này tạm hoãn bán cờ này và để ra ngoài bán cờ bàn để cho các cháu nghỉ ngơi. Vâng, xin cảm ơn hai đối thủ. Cho các cháu xếp vào cờ như trước. Xếp vào vị trí đi, con cơ xếp vào vị trí. Xếp vào vị trí tốt đâu, tốt đầy mà. Đấy, mới ông thứ hết. Xin mời chú Trân vào giúp ban tổ chức. Xã Hồng Hà thi đấu với Vỗ Quốc Thực ở chơi. Hai cầu thủ bốc thăm. Quân cờ đứng lên.
hai đấu thủ chào quân cờ và đồng dân trong xã cùng các quý khách thập phương. Xin mời hai đối thủ chào đồng dân trong xã, chào quân cờ, chào khách thập phương. Trận thi đấu được bắt đầu. Quân đỏ được đi trước. Toàn tiên anh nhập pháo đầu để anh chuẩn bị quân nhà tấn công. Mà em nên để giữ nhà mà chưa xung trận nên hà tiến công. Bên đỏ mã 2 tấn 3. Bên xanh tốt 7 tấn 1. Sân cờ không có tố, xe anh cứ chạy tha hồ dọc ma ngang. Bên đỏ xe 9 đừng táo ra chợ. Bên đỏ sĩ 6 tấn 5. Sĩ anh em để giữ nhà, sĩ chưa xung trận nên hà tiến công. Cờ thi đấu nhân dân đầy hai đấu thủ và quan sát thắng thế. Để giữ thương bên xanh thường 3 tấn 5.
Bên đỏ tốt 5 tấn 1. Tốt lành ngồi cạnh tốt là cách nhau một dài ngân đi hà sông xanh. Bên đỏ nghĩ như thế nào đây? Bên xanh xanh ba tướng chặt chẽ cháu đông quân cờ nung ninh nổi dưới nắng vàng mùa xuân. Bên đỏ mã ba tấn năm. Bên xanh vừa có nước đi tốt 7 tấn 1. Pháo anh đã đặt sang để anh chuẩn bị nổ sang tương bên đỏ pháo 2 đường 4. Ngày đi xưa ai đi
nhiều người không biết chơi thầm. Ra đây là để nghe thơ ngắm người. Thank you.
cũng về. Tốt anh đã tiến lên hàng để anh chuẩn bị quân nhà sang sông. Thế cờ trên sân đang giằng co giữa hai bên, bên đỏ và bên xanh. Bên xanh tốt 9 tấn 1. Em đã tiến lên hàng để em chuẩn bị quân nhà ngày xưa ai đi ra thần có trăm vạn nước, bây giờ để chơi bên đỏ, bên đỏ má 7 tấn 9. Má anh đã tiến lên hàng để anh chuẩn bị phản công tương bàng. Ôi, quyền chúng bà phải xin hòa. Không, tôi chúng bà nó xin hòa, tôi cho hòa. Xin hòa. Đấy, ông ra ở giữa, ông đứng chúng bà xin hòa. Xin thôi. Hai cầu thủ đánh trận này là ngang nhau, cho nên là hai bên xin hòa. Xin cảm ơn hai đối thủ. Hòa. Anh xin hòa. Đi bàn nhá. Đây mới đi được hai bước. Mới đi được hai bước.